Xin chào mọi người. Hôm nay một gia đình xin giới thiệu với mọi người cái mẫu tủ thờ gỗ đỏ cao cấp nha mọi người. Thì tủ thờ này là theo thiết kế của kiểu hàng Bắc. Đó. Và tại sao hàng này là hàng cao cấp? Chúng ta cùng nhau đi xem sản phẩm nha. Đầu tiên mình xin giới thiệu với mọi người cái đình này. Đó. Được thiết kế theo kiểu bao lam cung tranh. Và các bạn có thể thấy là cái vân gỗ ở trên cái đình được thể hiện rất là rõ và rất là đẹp phải không ạ? Và tủ này là tủ gỗ đỏ 100% không pha nha mọi người. Và bên dưới thì sẽ có một cái khay để chúng ta cúng thêm nữa này. Đó. Những cái vách này là rất là dày nha mọi người. Những cái vách của bên mộc này thiết kế cái bộ này là rất là dày nha. Xài hoàn toàn là vách dày hết nhá. Và bên dưới là đó, các bạn có thể thấy vách rất là dày nha. Vách này là dày. Đây cho mọi người xem nhá. Đó, vách này là dày 2 phân luôn nha mọi người. Và bên dưới là dưới sẽ là chạm chữ phúc. À, có cái viền chỉ ngọc ở bên xung quanh này. Một kiểu trơn rất là đẹp không ạ? Và cái chất vân, cái gỗ vân của cây gỗ đỏ lên các bạn có thể thấy nó rất là đẹp không ạ? Rồi bên trong sẽ là, nếu mà các bạn chưa có đủ không gian để chữ để đồ thì nó sẽ có một cái ngăn để đồ nữa nhá. Đó. Ở bên trong này một ngăn trên này và tầng ở dưới rất là rộng để chúng ta rất để đồ rất là thoải mái luôn nha. Và các cái vách này rất là dày luôn nha mọi người. Đó. Cái này dày 2,5 phân luôn này. Tủ hàng cao cấp nên cái chất và cái vách tất cả mọi thứ đều rất là dày dặn nha mọi người. Và bên cạnh đó mọi người có thể thấy là cái bên hông này, mặt này là nguyên tấm luôn này, rất là đẹp mà. Mặt nguyên tấm rất đẹp, nguyên cái tấm này luôn này. Và không chỉ là bên hông mà đằng sau là các bạn có thể thấy là cây gỗ gói đỏ được bao phủ xung quanh 100% luôn nha. Cây gỗ vân, cây gỗ gói đỏ luôn nha. Đằng sau bên mộc cũng sơn xịt lót để cho cái sản phẩm nó thật là đẹp nha. Và cái nước sơn của bên mộc là được sơn xịt 5 lớp BU nha, giúp cho sản phẩm được bền lâu với thời gian nha mọi người. Và mình xin báo luôn kích thước của cái tủ này như sau. Chiều ngang của tủ là 1m53, chiều cao của tủ là 1m27 và chiều sâu của tủ là 0,68m nha mọi người. Và nếu mà không, khi mà ship tới nhà của các bạn, nếu không giống như mô tả thì các bạn có thể trả hàng cho bên mộc miễn phí nhá. Xin nhắc lại là trả hàng miễn phí nếu không giống như mô tả. Và bên mộc hỗ trợ phí vận chuyển đi ship tới 70% nha. Ví dụ như hôm nay đi tủ này của anh Trung này, đi Tiền Giang này, đi ship nó chỉ có 300 ngàn thôi. Rất là rẻ phải không ạ? Ship đến tận nhà bạn luôn nha. Và mọi người có yêu cầu hay thắc mắc hay muốn hỏi cái gì thì mọi người hãy liên hệ số điện thoại ở bên dưới nhé. Và đừng quên là đăng ký kênh của Mộc để xem những sản phẩm mới nhất. Rồi, chào mọi người nhé.